Rồi tuyệt vời bà con ơi. Ok con dê luôn. Cái này phun mạnh hơn cái đó. Rồi cái này sữa nãy giờ nha bà con. Anh em sữa nãy giờ nè. 140k nè ha. Đó còn 140k nữa đó. Nó qua bà con tháo ra rồi chụp hình cái máy cộng dây điện lại. Nha bà con. Nè nó quéo quá trên nè, rồi em lấy cái dĩa nè. Cái dĩa em đắp lại, em mua chai Apollo 300 nha, dán kiến nha. Em dán lại, cứ ngắt luôn nước không vô được luôn nha bà con. Yến xào nhân viên xin chào bà con mình nha. Thì hôm nay em làm cái clip mà sửa cái máy con gà lại cho bà con mình tham khảo nha. Thì cái máy gà này đa số là nó bệnh là cái hư bạc đạn nha. Bạc đạn lâu ngày nó bị kẹt nó cứng á, nó chạy không nổi. Còn thứ hai nữa thì nó bị cháy. Nó cháy quéo luôn, quéo gì nè. Có cái cháy quéo cũng còn xài được nha bà con. Đầu nó quéo cái máy gà hư xuyên suốt đây nè, cháy quéo luôn bà con. Cũng có cái vẫn xài được nha. Rồi thứ ba nữa là nó hư cục K3 nha. Đó, thứ tư nữa cháy nguồn điện luôn. Mà cháy nguồn điện thì hơi hiếm hơn nha bà con. K3 quéo mà. À, K3 nó quéo, cháy quéo gì nè. Đó. Hôm nay em quay clip thay bạc đạn để cho bà con mình xem tham khảo ha. Một cái này có ông anh mình hỗ trợ cho mình nha bà con. Bà con xem clip nhớ ủng hộ cho em nha bà con. Em làm nhiều clip tiếp theo bà con có thể xem được ha. Bà con nhớ đăng ký, nhấn chuông. Hồi nay đây là còn cái này nè, này ông anh đang mở ra. Cái nữa cháy bị quéo nè, nhưng mà motor vẫn còn xài được nha bà con. Nè nó quéo ở trên nè, rồi em lấy cái dĩa nè. Dĩa em đắp lại, em mua chai Apollo 300 nha, dán kiến nha. Dán lại cứ ngắt luôn nước không vô được luôn nha bà con. Cái đụng dích nó hơi cục quá. Đây, mở ốc này ra rồi, dặn ban ốc chân xong ha. Ban ốc dưới chân xong rồi mình dở ra lấy ra đó, ở trong nó có cái cục tròn tròn gì nè nha. Dặn ba con ốc tiếp theo. Ốc là ốc mấy tầm 17 thôi. Rồi nhầm trái nó bự cái con bự nhỏ. Tùy cái máy gà nha. Khi cái máy cái bự con bự con nhỏ. Con bự con nhỏ. Tùy cái tùy loại. Cái loại này thì loại này của thằng kia Vonet. Mày gì đây quên rồi không biết. Con này dòng mũ dòng nhẹ tay à? Ốc ốc bằng mũ nha, không phải ốc có còn mũ còn ấy còn nhôm, có còn nhôm nha, còn mũ còn gan đủ thứ loại. Nó còn đó bằng mũ đó, nó hàng bốn gì đó. Đây với con đây con bằng mũ nè, đó, mũ trắng tư nè. Này là bốn con ốc nha. Dặn hai con là lấy nhổ lên. Hai con là lấy lên được rồi. Đây. Có cục máy nữa nha bà con, này bỏ ra nha. Đó, cục máy là gì đó. Còn do trong đây là cái motor nha. Cái motor. Motor này mấy ngựa cũng không biết luôn. Đó giờ mở ốc này ra phải không? Trên này có mấy ba con vít trên này nè. Đó mở ba con vít này ra tiếp. Mình mở lấy cái lặt lưới ra hay gì. Ừ. Rồi này. Mấy con này? Bốn. Bốn con, lấy cái lặt lưới ra bốn con nè. Lặt lưới này là ốc vít. Đây, ốc vít đây. Bà con mình cái máy gà này nhà Yến này cũng nó thường hư trục trặc lắm nha bà con, nhất là bạc đạn nha. Nói chung mình đem ra tiện mà hiện giờ sửa là nó bèo bèo, sửa cái cũng ít nhất cũng phải là 150 nha, 150 ngàn.
đây cặp bạc đạn, giờ nó cũng lên giá nữa rồi. Mình em mua một cặp tới 80.000 lận. Bạc đạn KC ha, đây lấy cho bà con xem ha. Lỗ tốt. Đôi lỗ tốt nè, lỗ của Nhật nè. Đó, một cái 40 đó. Nhà mua đồ dự trữ sẵn để có hư mình thay đỡ tốn tiền. Bây giờ hư đem ra chỗ điện cơ rồi làm thì người ta phải ăn tiền thêm rồi. Đây nè. Để sao KC mà. Của NSK. Cặp này cặp NSK của Nhật. Hàng này hàng tốt. Nè. Cái này là cái kêu cái gì ống điếu của cái chảo máy cày xưa của nhà mình nè. Ống sắt. Ống điếu này kêu ống điếu không? Đó giờ gỡ ra nha, lấy cái dành này ra. À, vợ chồng nó có cái này là cánh quạt nè. Quạt quay thổi xương lên nè. Cứng dữ. Ở trên này nó có 3 con vít ha. Cái này là nó hư bạc đạn rồi nha bà con. Chứ không nó không có bị cháy. Cháy cục K3, cháy cuộn điện. Cái cuộn điện thì bỏ luôn, không phải nữa. Cuộn điện thì giờ như có mấy chỗ nó bán cuộn điện mới luôn á. Nghe cũng tầm cỡ 400-500 vậy đó. Điện mua mà cái mới đi. Điện vắn này cũ nó cũng nghe muốn hết trơn. Có bữa hổm cũng có vắn lại mấy cái, không cái nào nó cũng hư, cũng cháy à. Mua tại mua cái mới. Cái điện mua cái mới xài thì dễ. Không, cái mới giờ nó tới 2 triệu mấy. 2 triệu mấy, 3 triệu mấy. Xét không, ốc xét không? Ông ơi, nóc này cũng không có xét nè. Cũng xét hơi. Cái cốt, ốc thì nóc mà cái cốt, không cốt, cốt gì đây. Cái xương, cái con gà này là hiệu rồ nét này nha bà con. Dặn ốc với chỗ cái cốt nè, lấy cái này, lấy cái quạt này ra nè ha. Lâu ngày nó xét rồi nó đè lại được. Cứng dữ vậy. Cái phần dưới đít này là nó 6 con ốc vít lận. Một con ở đây nè, con này tính con này chính giữa luôn, cốt luôn là 7 con. 6 ốc vít, một con bù lon. Con tán chứ, bù lon hả? Vít bù lon. Không, cái cùi đó trong cái cùi cùi điện luôn đó. Con nó cùi cùi điện. Cùi xong cùi điện. Tới bắt cái quạt luôn rồi. Kết cấu máy này thì nó cũng đơn giản, nó có cái motor nè, cục K3 nè. Với cái này là cánh quạt đó nè, cánh quạt là phun để phun lấy nước phun lên thành xương nè. Phải mua đồ nghề mình phải mua cái cảo nữa nha bà con. Cái cảo mới lấy bạc đạn nghe được nha. Làm nhà yến thì giờ nhà yến bèo bèo cũng phải ít nhà, cũng ít nhất cũng phải là cỡ máy cũng 5-6 con gà trở lên. Thường đa số là hư bạc đạn là nhiều nhất. Bạc đạn mà nó bị kẹt không chạy đó, lâu ngày nó bị cháy nha. Có thể nó điện nó không chạy rồi nó cháy cục K3. Cháy cục điện luôn cũng chừng đó. Phát hiện sớm thì đỡ. Còn tán con. Mày chỉ cháy bạc đạn thôi. Kêu cái gì? Nó không chạy nè. Bây giờ mình nải cái miếng này lên nha bà con. Đó, phải miếng này lên mình lấy thêm một lấy thêm cái dưới nha. Lấy thêm cái miếng này được mới được giao được ha. Đó. Còn cái dưới cũng vàng gì nữa. Đó, vít đèn nải lên ha. Nhẹ 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 nha bà con, nải mạnh quá rồi bể cái đỡ không luôn ha. Gán quay tỉ mỉ cho bà con mình xem ha. Bà con gán xem clip ha. Chứ clip cũng hơi dài đó. Này để lại cho kỹ nó hơi. Dưới cái miếng này để ở giữa nè. Sắp lên rồi, khi lộn rồi gáp lại. Khi sắp lên miếng này nằm dưới.
cái này để gì đi đây nè, cái miếng nằm dưới nè, thì để vậy đi, nó gắp vô dễ lấy từ trên xuống. Ừ, chỉ cho bà con xem đây nè, cái miếng này nằm dưới nè, miếng trơn nè nằm dưới nè, rồi để cái này lên nè, rồi miếng này để chồng lên nè ha. Đó, nó vậy đi nha, đó bà con mình nhớ nha. Rồi giờ để gì chút gắp lại sao không có còn miếng nữa vậy. Đây cái này cũng có cái trái khế nữa nè, cái này là cùi sông của cùi biển nè, bắt cục này vô đây bắt hai cánh quạt vô đó, cốt cái gì. Ừ, cốt đó. Cũng quá nha, nó chạy đi. Lâu ngày quá rồi nên là xét đó. Đơn không? Nó còn kia bằng sắt hoặc inox, còn inox chuyện gì ấy, cái kia bị xét không. Cái cùi gồ nét này nữa, còn inox rồi. Là cái cùi của con gồ nét này nó bằng inox rồi nha, cái kia là cùi kia cùi bằng sắt, khác nó dễ xét hư cốt lắm. Mà máy đa số mấy máy thì sao mày ta làm cũng chắc cũng cùi inox là nhiều, cùi sắt là lấy quay là bị gặp đá nước phèn này kia là hư hết. Lỗi à, giờ tiếp tục gỡ ra thêm bốn con vít nữa nè, mới lấy cái motor ra, cảo của đạn ra. Đây gỡ thêm bốn con vít nữa nha, gỡ ra gì rồi nè, lật lại nha bà con. Rồi lật lại, lật lại tháo thêm bốn ốc bên đây ra nữa ha, bốn lắp chục cái motor này ha. Đây nè, ốc này nè, một con, hai con, ba con, bốn con. Hơi dặn hơn nhẹ tay à, ốc này dặn dặn mũ không à. Bà con nhớ xem clip kỹ nha bà con. Quay cận kẽ cho bà con xem ha, clip hơi dài chút xíu. Tới đâu em quay tới đó cho bà con xem ha. Làm như cái con này bị nó bị tuôn. Tuôn à. Vô cũng vô, ngủ không à, vô ngủ vô dặn ngủ không nó nói. Vô vô cũng ra cũng không ra luôn. Để con đó đi, chút lấy cái cục vít gì nãy ra. Bị tuôn rồi, cái máy này gỡ ra nhiều lần quá rồi, sửa hoài nè. Mấy lần trước đa số em đem đi ra điện cơ sửa mà, bây giờ là mình sửa nhà được, mình làm nhà nha, đỡ tốn tiền nha, đỡ tốn cũng cả trăm ngàn đó, tùy lúc sửa hoang chứ không phải lúc nào cũng đem ra cái trăm rưỡi, có đợt 170 luôn nữa, 180 luôn, có đợt 150, có đợt 140. Mình sửa này nói chung sửa nhà thì đỡ tốn được cả trăm ngàn nha, chứ không có mất thời gian để đi sửa chở tới lu bu. Lấy đồ cại ra. Ôi nhẹ, đó là nhẹ. Ngủ nắp chụp. Rồi đây cái motor đụng tới cái motor rồi nha. Đó motor nằm ở trong đó. Mà dính người chạy luôn. Cái ba còn zin. Rồi. Bà dán vô đó. Nó dán để dính lại đó. Cái ba còn zin nha. Như sao? À, tháo nhớ con dây này nha, có tháo. Con dây nè, nó như cái ba nữa ha. Cái máy hổm cái máy dây K3 kia giống cái máy này không? Ừ. Giống gì đó, nó ba cục dưới này. Xanh xanh nè nha. Ừ, xanh. Rồi cục đen nó theo đen này nè. Đó. Đường dây điện xuống này cũng xanh không ấy. Mỗi cái máy nó đấu khác nhau, cái dây nó cũng khác nha, chứ không có cái máy đúng nào đó, giống dây nào nha. Cái bình âm cũng có ba âm dương không?
Nó có máy cháy cục K3 nữa nha. Nó chỉ có nhiêu thôi. Nằm cái chữ RS, RS nó nằm cộng đen nằm qua bên đây. Đây cộng xanh với cộng xanh nè, cộng ba cộng chụm lại nè. Cộng chống mát, cộng xanh này chống mát hả? Cộng xanh này là dây mát, cộng xanh lá cây nè, dây mát. Cái này hiệu Ronet nha bà con, hình như bị nước vô đây nè. Nè cái này nè. Nó nước vô nó tan nè. Nó dán silicon lại luôn. Có nước vô gỉ tan nè. Ốc là ốc bị nóc nha. Cái Ronet nè. Thì nóc hết đầy nguyên nóc luôn. Motor này là để xanh chọn xanh, đen theo đen. Thì gỡ ra thôi. Nó để chọn lõn trong này nè, là nói chung là có cái nắp chọn trên này nè. Đó, nắp này nè. Bịt kính là hết, không cho nước vô cái motor nha. Vô motor là hư cái motor. Xanh nó nhớ bên này là có cộng vàng, cộng đen nè. Còn như qua cộng vô chùm. Xanh cộng đỏ với đen. Rồi nhớ kỹ mà con bên đây nè, đỏ với đen ha. Còn cộng bên đây là xanh với xanh ha. À, xanh với xanh nè. Nó còn ba cộng đây là còn chùm lại. Hiểu cái máy này của Ronet nha, để cái máy khác cái dây đấu khác nữa đó. Xanh dương theo xanh dương, xanh lá cây là mát. Xanh lá cây là chỉ đó cộng là mát gắn vô cái motor nè. Đó. Chống mát á. Rồi cộng đen cục K3 thì chung vô đen luôn. Gỡ ra mới lấy cục cái motor này ra nha bà con. Tại con cái dây điện dính đây nè. Cái này nãy mình kéo lên đây mình cũng rút ra được rồi, không cần gỡ. Trường hợp á, gỡ ra đóng luôn mới được. Ừ. Tại hôm nay còn hai mặt đạn nữa. Rồi vậy đó, để gỡ cái motor nè, gỡ ốc nền trên hay dưới này phải không? Ba ốc này, bốn này phải không? Rồi thì gỡ bốn ốc này ra nè, gỡ xong rồi mình quay lại cho bà con xem nữa ha. Bốn con, một nè, hai nè, ba, bốn. Ốc này nóc. Gỡ ra là lấy mặt đạn ra nha. Gỡ cái bốn ốc chân này trước nha. Cũng là bốn con luôn, bốn ốc chân. Mới lấy cái motor này ra được nè. Bốn ốc chân nè, mới lấy cái motor này ra. Xong rồi mở cái con này luôn, lấy ra mới lấy mặt đạn nha. Thay được mặt đạn. Đây. Bốn chân của cái motor nha. Bốn con này với bốn con này nè. Bốn ốc này là nó gỡ mới lấy cái guộc ra được nè. Còn cái này thì bốn con này lấy ra cái motor ra cái mũ này thôi. Chỗ cái đường cốt có lên nước cái lịnh lên đó, cái cốt này nè. Định lên thì cái motor nó bị tan luôn ha. Không bị không kính á. Không kính gì vào đạn nó dễ hư. Ngay cái đầu cốt nè, cốt này nó lên nè. Rồi bây giờ tiếp tục mở bốn con ốc trên này ra. Bốn con. Đó bây giờ mình gỡ bốn ốc ra lấy ra nha. Lấy cái nắp ra nè. Đó trong là cuộn điện nè. Đây cặp đạn đây. Lấy tay ra nè mặt đạn này ha. Đạn mềm không? Gơ mẹ hết cái gì nữa. Thay là thay hết nguyên cặp luôn nha bà con. Chứ không có thay một cái nha. Dính cuộn điện. Mẹ dính cuộn điện. Bị vô nước đâu không dính cuộn điện. Cũng cáo cả thay mặt đạn luôn nè, mặt đạn nè, mặt đạn NSK nha. Đây mặt đạn NSK nè, cặp này hiện giờ mua ở đây là 80.000 một cặp nha. Này mà bị ấy đấy, điện dính. Dính nguồn điện sao? Ừ.
điện nè. Này, bắt đầu gỡ hàng vít này, lấy cái bạc đạn trên đầu ra nè. Ở dưới này còn 4 con nữa. Đây, mở thêm 4 con này nữa nè. Nó có cây ung vít đóng á. Đóng vô nó chạy ra. Rồi mở thêm 4 con này ra nữa nha. Mình thấy tới đâu mình quay tới đó cho bà con xem. Cái motor này nè, nó bị tan nè. Nguyên nhân là do cái cốt này nè, nó bị không có khít đó. Nó không khít, nó gắn này nó không khít nè. Không khít lên trên này rồi nó bị nước cái này lên, cái này lên nè, nó tan hết nè. Cứng quá. Cứng quá đóng nhá anh coi. Cái con này mở đầu chua nha. Cây vít nó dặn không nổi. Má vít dặn nổi luôn. Rồi nãy giờ hai anh em tháo chặn ai thay cũ luôn rồi bà con ơi. Tháo chặn ai vậy? Cái này nãy nó bị sét nè, nó bị nước lên á. Cái dưới này nó có cái phút nè. Đó, cái phút mà đầu nó bị hư á, rồi nước nó lên rồi nó sét. Sét lên toàn diện trên này luôn. Bị tan, cái nắp bị tan. Đóng gà luôn. Đóng không gà luôn đó, mới nãy giờ mới mở xong ha, bây giờ cái cốt vít đạn. Cái nắp này thì bạc đạn nó nằm ở dưới nè. Lấy cái cây mình chọi ra được. Còn cái đây cái cốt ở đây. Cái cốt máy gồ nét này mà inox nha. Gồ nét thì cốt mà inox nè. Đó giờ hai đạn giờ gắn vô nè. Cái cốt cái bạc đạn này có thể lấy ra được không, nếu lấy không được thì lấy cảo thằng cảo nha bà con. Đó, nãy giờ anh em mà làm anh em làm này. Làm nãy giờ nó mới xong đó, gắn đạn vô nè, bây giờ chờ gáp vô thôi ha. Bà con mở ra làm sao nhớ đi nha, gáp vô lại nha. Mới thì chưa nhận nhuyễn thì mở cái nào ra đi cái đó. Thôi quay phim lại. Thôi là dễ lộn lắm. Không chụp phải mình chụp hình từng chi tiết lại. Không phải mình không phải thợ rồi mình mở ra không ý là không biết đường gáp vô đó. Dạ, gáp vô, quay vô. Để gáp vô là giữ góc cùng đùm la hết à. Rồi bây giờ gắn vô nha, gắn vô lại nha. Gắn vô giờ không thấy đâu, bắt vô là cảo tự vô à. Rồi dẫn 4 ốc lại. Rồi bây giờ gắp vô nha bà con. À, dẫn 4 ốc nền đó nè. Bắt 4 ốc nền dẫn vô trước. Gáp từ từ lại nha. Quan trọng cái cuồng điện rồi nè. Cuồng điện với cái hai cái thay hai cái bạc đạn á, bạc đạn chung thay cũng dễ nha. Con mua cái cảo nhỏ nè. Nó lấy một cái bạc đạn ra, còn cái kia mình đóng lại ra rồi. Để gáp. Gáp lại thì nó cũng nói chung là dễ. Để ý vô gáp lại. Để ý là gáp lại dễ lắm. Xong rồi nói với điện lại nè. Nãy xanh cộng xanh không? Cộng xanh nói là cộng xanh nha. Đen với cộng đen, ba cộng về giấu lên đây. Cộng xanh lá cây là cũng mát. Máy này hiệu rồ nét nha. Cốt bị nóc. Ốc cũng bị nóc luôn.
nó dụng cũng thôi, nói chung là máy nào thấy mua mấy cái máy tầm mấy triệu mấy máy thư liền liền bà con ơi, xài vài tháng, xài tháng năm là hư bạc tạng rồi. Chưa hả? Ừ, ông cốc á, đây nè. Ông cốc mới bằng rồi ạ. À? Gấp bắt dây điện lại con. Để mà nối lại lấy cộng lấy băng keo quấn lại ha. Chưa thôi coi. Hai cộng xanh nè ha. Cộng xanh chung nè. Bên đây là cộng ca ba vô cộng đỏ. Cộng đỏ đen vô cục ca ba nè. Còn đây cộng đen, đây hai cộng đen chung với một cộng mát. Điện vô. Bà con tháo ra nhớ đi cộng dây điện nha bà con, làm dấu cộng dây điện nha, để thôi là quên cộng điện nói bậy à, nó không có quay nha. Nó qua bà con tháo ra rồi chụp hình cái máy cộng dây điện lại. Rồi. Bắt cái có nắp chụp tròn đâu bắt vô. Bắt cái chụp chống nước nè, bắt chụp chống nước lại ha. Rồi xiết ốc lại bốn con, bốn ốc mua tua nằm chọn lõng trong này nè. Quan trọng cái phút phút đáy á, cái phút đáy đó mà nó bị hư là nước nó lên là dễ hư cái motor đó. Rồi gắn vô, gắn cái miếng này trước. Miếng này hả? Vậy rồi sao đi ghê được? Thấy nó nằm dưới. Có cái khớp nha, khớp đè vô. Đó. À, tới miếng trên nấp giữa. Cánh quạt phun lấy hơi xương nè. Con xem kỹ nha bà con. Nó có khớp hết ha. Canh cái khớp mình nhét xuống. Xiết ốc phải ba con lại. Tới cái chụp này đây. Chụp này gắn ở trên gắn xuống. Cái này giống như cái chiến dịch vậy nha bà con. Này nó có khe này nè. Lấy nước quay này nó sấy lên nè. Nó sấy lên nó vô bên giữa nè. Giờ vô mày nó quay đó, nó bung ra, bung xương ra. Dĩ này dĩ cản ba cái bụi á. Chứ nó nước nó dằn ở đây nè, dằn đây thành xương. Nó quay nước tán ở đây thành xương nè. Miếng này, cái này lưới này cũng bốn con ốc nữa. Rồi bây giờ gắp chiến dịch vô nha.
dịch lấy nước á. Lưới là bắt lại xong rồi nè, lưới là bắt lại xong rồi nè. Quan trọng chiến dịch đó nghe bà, để qua gắn vô nó quay lấy nước lên á, lấy nước vô trong nè, vô trong kẻ này cái cánh quạt nó quay, nó quay rồi nó đụng cái miếng lưới này nè, cái xương nó văng ra. Thì là gáp xong cái phần trong hết trơn, bây giờ chỉ gáp vô thôi, gáp xuống cái chân này nha, đây chân này đây. Rồi, đưa cái hộp motor vô cái chân nha, dẫn ốc lại bốn con nữa. Cái máy này hiện ốc nó bằng sắt ha, bằng inox ha, có cái máy con ốc này bằng mũ nè, máy để trước máy này cũng lộn xộn thì ngậu cho nên có điện nổi. Ốc mũ thì nó đỡ xét hơn. Rồi, dẫn bốn con này lại. Xong lên vô kìa. Hả? Xong bắt cái nắp chụp kia nó là xong rồi. Siết bốn ốc lại ha, siết vừa thôi ha. Ốc này không cần siết cứng quá. Vừa được rồi. Dặn dừa được nè, nhẹ nhẹ thôi. Cái này trước là sửa 140k, còn lại nè có lúc 140, lúc 150, lúc 170 cũng không biết đường luôn. Rồi bây giờ gáp vô cái khung trên vô nữa là xong rồi ha. Chút xíu thử máy chạy ok không, mốt làm nhà nó đỡ tốn gần 100.000 nếu hư cái bạc đạn ha. Mười cái cũng được 1 triệu rồi. Thường là máy phun xương gà là hư bạc đạn nhiều nhất, máy chạy không nổi, lâu ngày có thể là chạy không nổi, nó ẹ ghét cả cháy luôn. Một số thư cục K3, còn nặng nữa là cháy cuộn điện luôn, cháy cuộn điện quéo là nó quéo mùi tựa nóng cháy, nó cháy cái này luôn nè, là bỏ luôn nè, không có xài tới được nữa. Đó là kiếm 1 triệu mấy, 2 triệu mấy là ra mua cái mới nha. Dẫn ốc này xong rồi quay lại game biển thử coi nó chạy ok không nha bà con. Nếu ok bà con nhớ cho em một lượt đăng ký, nhấn chuông ha, một like ha. Rồi bây giờ sửa gáp lại xong hết trơn rồi, giờ thử máy nha bà con. Rồi, quay ok rồi nè. Rồi bỏ vô rớt đền như đó đó. Bây giờ bỏ vô thao nước thử nha bà con. Rồi tuyệt vời bà con ơi, ok con dê luôn. Cái này phun mạnh hơn cái đó. Rồi cái này sửa nãy giờ nha bà con, anh em sửa nãy giờ nè, 140k nè ha. Đó còn 140k nữa đó. Nó đẹp tiêu hơn nè ha, bạn rất tiêu tiêu hơn nè. Cái đó nó bị cạn rồi sao đó. Rồi thì video cũng dài rồi, em xin kết thúc video rồi bà con. Bà con nhớ xem kênh, nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, cho em một like ha, để em làm nhiều clip tiếp theo bà con có thể xem được nha bà con. Cảm ơn bà con rất nhiều ha. Rồi bye bye, xin chào bà con.
đây ông anh mình nãy giờ nha bà con. Rồi, bye bye bà con.